Phát triển kinh tế trang trại là một chủ trương lớn của huyện Nông Cống nhằm khai thác sử dụng có hiệu quả đất đai, vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, tạo việc làm, tăng thu nhập, khuyến khích các hộ làm giàu đi đôi với giảm nghèo bền vững. Với khát vọng vươn lên làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê mình, những năm qua, anh Ngọ Đình Tuấn, thôn Tân Cầu, xã Tân Khang đã xây dựng thành công mô hình kinh tế trang trại tổng hợp, đem lại thu nhập trên 500 triệu đồng mỗi năm. Được sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của Hội làm vườn và trang trại xã Tân Khang, năm 2016, anh Ngọ Đình Tuấn đã thuê lại đất của các hộ lân cận, tích tụ được 10 hectare để làm trang trại tổng hợp kết hợp chăn nuôi với trồng cây ăn quả. Đây là khu đồng trũng, khó canh tác, hệ thống giao thông khó khăn. Song với ý chí dám nghĩ dám làm, anh đã mạnh dạn đầu tư 7 tỷ đồng cải tạo khu chuồng trại trồng cây, chăn nuôi kết hợp trồng lúa. Ban đầu, anh đầu tư đào ao nuôi cá và ba làm chuồng trại nuôi bò sinh sản, nuôi ngựa bạch, vịt trời kết hợp với trồng lúa. Năm 2019, anh Tuấn tiếp tục vào tỉnh Bến Tre học tập kỹ thuật và đưa giống dừa xiêm về trồng. Ngoài ra anh còn quy hoạch một diện tích trong trang trại để trồng cau. Tuy trong quá trình chăn nuôi cũng gặp không ít rủi ro về thiên tai dịch bệnh, với kinh nghiệm tích lũy từ thực tế sản xuất giúp anh vẫn duy trì hiệu quả mô hình trang trại tổng hợp. Đến nay, trang trại thường xuyên có 400 con ba gai, 80 con bò bê, 1.000 con vịt trời, 17 con ngựa bạch, 1.000 gốc dừa xiêm, 3.000 gốc cau. Trang trại thường xuyên tạo việc làm cho 5 lao động, mức lương bình quân từ 5 đến 6 triệu đồng trên người trên tháng. Cùng với việc phát triển các loại cây trồng vật nuôi, anh Tuấn còn tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm mà trang trại sản xuất. Từ đó đã ổn định được thị trường tiêu thụ, giúp cho mô hình phát triển ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững. Mô hình trang trại tổng hợp của anh Ngọ Đình Tuấn ở thôn Tân Cầu là một điển hình trong phong trào phát triển kinh tế trang trại của xã Tân Khang nói riêng, huyện Nông Cống nói chung. Mô hình đã được nhiều địa phương đến học tập kinh nghiệm để nhân rộng. Từ việc phát triển mô hình trang trại này cho thấy đây là mô hình phát triển bền vững trong nông nghiệp, góp phần quan trọng trong quá trình chuyển dịch, tích tụ đất đai, gắn liền với quá trình phân công lao động ở nông thôn. Đồng thời quá trình sản xuất đã phát huy được lợi thế so sánh, mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao năng suất hiệu quả và sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường.